Chào mừng mọi người đã đến với channel của Bitcoin Việt Nam. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ví Trust Wallet là gì, 5 lý do tại sao chúng ta nên sử dụng ví Trust Wallet và cách có thể cài đặt cũng như là sử dụng ví Trust Wallet ở trên ứng dụng điện thoại hoặc là laptop của mình nhé. Như mọi người có thể thấy ở trên màn hình của hiển thị của mình thì ví Trust Wallet là một ứng dụng và hiện tại thì ứng dụng này thì đã được cài đặt ở trên điện thoại và laptop để hỗ trợ trong việc lưu trữ cũng như là giao dịch các cái đồng coin. Và ví Trust Wallet hiện tại thì được tạo ra bởi công ty Sixday LLC, được điều hành bởi Viktor Rachanko. Và vào ngày 1 tháng 8 năm 2018 thì Trust Wallet đã chính thức được mua lại bởi Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới. Và thương vụ này thì đã làm cho cái độ hot của Trust Wallet ngày càng lan rộng hơn. Vậy thì bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu về 5 lý do tại sao chúng ta nên sử dụng Trust Wallet nhé. Lý do thứ nhất, Trust Wallet hoàn toàn miễn phí để sử dụng và bạn không cần phải trả tiền để có thể tải xuống ứng dụng, cũng như là không có bất kỳ phụ phí nào được tính khi mà sử dụng, mà bạn sẽ chỉ cần phải trả tiền để thực hiện các cái khoản phí giao dịch cũng như là khoản phí tương tự giống như là việc bạn thực hiện các cái hoạt động giao dịch thông thường khác. Thứ hai là về việc hỗ trợ đa tài sản. Trust Wallet hiện hỗ trợ đến hơn 40 blockchain, đồng nghĩa với việc là có hơn hàng trăm nghìn loại tiền mã hóa và token để có thể tương thích và sử dụng ở trên ví Trust Wallet. Thứ ba là về tính dễ dàng sử dụng. Bạn hoàn toàn có thể dễ dàng sử dụng ví Trust Wallet từ điện thoại của mình. Bạn có thể gửi tiền mã hóa, tiền điện tử đến các cái địa chỉ blockchain thông thường theo mã QR, hoặc là đơn giản là chỉ cần có cái tên địa chỉ của token hoặc là cái domain thì bạn đã hoàn toàn có thể thực hiện giao dịch của mình. Thứ tư, Trust Wallet là một ví phi tập trung, tức là bạn hoàn toàn có quyền kiểm soát private key của mình và hoàn toàn có quyền tự do đối với số tiền điện tử mà mình đã nắm giữ. Và khi mà sở hữu private key thì bạn hoàn toàn có thể truy cập đến cái nguồn quỹ của mình mà không cần phải thông qua Trust Wallet. Và mã nguồn của ví Trust Wallet là một mã nguồn mở, hoàn toàn bảo mật, phi tập trung và ẩn danh. Vì vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ phải lo ngại đến mức độ an toàn cũng như là bảo mật của Trust Wallet nhé. Thứ năm, tính năng cuối cùng của Trust Wallet đó chính là tính năng staking. Trust Wallet hiện tại thì hỗ trợ staking nhiều đồng tiền điện tử mà một lát nữa mình sẽ giới thiệu với mọi người, ví dụ như là đồng Tezos, Tron, Cosmo hoặc là Algorand vân vân. Và bạn thì hoàn toàn có thể dễ dàng staking cái tiền điện tử của mình để có thể kiếm thêm tiền mà không gặp bất kỳ trở ngại nào khác. Và bây giờ thì hãy cùng mình tìm hiểu cách để có thể cài đặt ví Trust Wallet và cách sử dụng ví Trust Wallet trên điện thoại hoặc là laptop của mình như thế nào nhé. Mọi người có thể nhìn thấy ở trên màn hình hiển thị của mình về cái hiện tại thì Trust Wallet đã được hỗ trợ cài đặt trên cả Android và App Store. Thì khi mà mọi người click vào cái link tải về của Trust Wallet, mà mình sẽ đính kèm cái link này ở phía dưới video cho những bạn nào mà muốn tải về, thì mọi người có thể click vào đấy và ứng dụng sẽ được tải về hoàn toàn miễn phí nha. Sau khi click vào rồi thì chúng ta sẽ thực hiện các cái thao tác tải ví rất là thông thường để về máy của mình nhé. Ok, sau khi ví Trust Wallet của chúng ta đã tải về từ App Store thành công thì mọi người sẽ click vào mở nhé. Và đối với những bạn nào mà chưa bao giờ có ví Trust Wallet thì mọi người sẽ làm theo những bước sau đây nha. Mọi người sẽ click vào phần cài đặt và mọi người có thể nhìn thấy ở đây, Trust Wallet sẽ đưa ra cho chúng ta hai lựa chọn. Một là tạo ví mới, hai là tôi đã có ví. Thì ví dụ trong trường hợp này mình sẽ hướng dẫn cho những bạn nào mà chưa bao giờ có ví. Thì chúng ta sẽ click vào phần tạo ví mới. Tại đây thì ví Trust Wallet sẽ gửi cho bạn một cái 12 cái seed phrase, tức là những cái từ khóa để cho phép bạn có thể khôi phục ví trong những trường hợp mà bạn mất ví hoặc là quên mật khẩu. Thì mọi người sẽ lưu ý là hãy nhập lưu trữ cái thông tin này cho chính xác nhé. Thì mọi người sẽ click vào phần này, sau đó là bấm tiếp tục. Thì hãy lưu ý là phải lưu 12 cái chữ số này tại một nơi an toàn. Ví dụ như mọi người có thể viết lên giấy hoặc là lưu vào phần ghi chép trong ứng dụng của mình. Nhưng mà mình recommend mọi người là mọi người sẽ lưu giữ trên giấy để có thể đảm bảo được cái độ an toàn một cách chính xác nhất nhé. Thì chúng ta có thể click vào phần sao chép này. Mình có thể lưu vào phần ghi chú. Ok, sau khi đã lưu vào rồi thì chúng ta sẽ click tiếp tục. Lúc này thì Trust Wallet sẽ đưa ra yêu cầu để chúng ta sẽ xác nhận lại cái thứ tự của 12 từ khóa đấy. Thì mọi người sẽ nhập đúng thứ tự của 12 từ khóa đấy như cái thông tin mình vừa lưu là được nhá. Ok, sau khi nhập đúng thứ tự rồi thì chúng ta sẽ click vào phần tiếp tục.
Ok, và sau khi chúng ta đã lưu trữ thành công thì bạn sẽ nhận được cái thông báo thành công, và đây chính là cái tài khoản ví chính của mình sau khi mình đã tạo lập thành công nhé. Ok, và sau khi chúng ta tải về thành công thì mọi người có thể nhìn thấy ở trên trang chủ về các cái thông tin và cũng như là các cái hoạt động mà mình có thể thực hiện chuẩn bị giao dịch. Thì ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người các cái thông tin mà mọi người sẽ cần phải nắm trước khi thực hiện các giao dịch ở trên VChess Wallet nhé. Thì chúng ta sẽ click vào phần cài đặt và mọi người sẽ có thể nhận thấy được rằng là mình sẽ có đầu tiên là về thông tin các ví. Thì mọi người hoàn toàn có thể thực hiện như các thao tác vừa rồi của mình nếu như mọi người muốn tạo thêm những ví mới và thực hiện các cái bước vô cùng là nhanh chóng và đơn giản như vừa rồi. Ngoài ra, sau đấy thì chúng ta sẽ phải lưu ý đến cái phần đó chính là cái phần bảo mật và thông báo. Tức là mình sẽ phải nhập các cái từ khóa cũng như là lưu cái thông tin bảo mật ở trên thiết bị của mình để đảm bảo rằng là nếu như mà bạn có mất điện thoại hoặc là bạn mất đi cái máy tính của mình hoặc là có ai đấy đang sử dụng thì mọi người cũng sẽ không thể nào mà dễ dàng truy cập vào của bạn được mà vẫn sẽ phải trải qua thêm một lớp bảo mật nữa. Thì mọi người sẽ phải cài cái lớp tài khoản để vào nha. Và ngoài ra thì Just Wallet cũng có thêm một số các cái phần về việc thông báo các cái hoạt động thay đổi giá này, thì mọi người có thể vào cái phần setting cũng như là cài đặt thì Just Wallet sẽ tự động đưa ra các cái thông báo cho mọi người nếu như mà có mức giá thay đổi. Ngoài ra thì đây chính là một số các cái cộng đồng cũng như là các cái kênh mạng xã hội của Just Wallet thì chúng ta sẽ có thể hoàn toàn truy cập vào cũng như là có thể trao đổi cũng như là tương tác với các cộng đồng của dự án cũng như là cộng đồng của Just Wallet nhé. Quay trở lại phần ví thì mọi người có thể nhìn thấy trên giao diện của ví thì chúng ta sẽ có 3 phần chính. Thứ nhất là về tiền mã hóa, tức là những cái phần về cái thông tin, những cái đồng token mà đồng coin mọi người muốn lưu trữ ở trên VChess Wallet. Thứ hai là về phần tài chính, phần này chính là phần về ứng dụng staking của VChess Wallet. Hiện tại thì VChess Wallet đã được kết nối với Binance và có thể hỗ trợ staking một số đồng coin mà một cách vô cùng đơn giản và nhanh chóng. Ok, trên màn hình chính trang chủ của Just Wallet thì mọi người có thể nhìn thấy được rằng là thông tin của một số đồng coin và token đã được tích hợp sẵn, trong đó bao gồm Bitcoin, Ethereum, BNB và Smart Chain. Ngoài ra thì nếu như chúng ta muốn hiển thị thêm thông báo của một số đồng coin hoặc token khác thì chúng ta sẽ thực hiện thao tác là mọi người click vào cái góc cùng ở trên phải của ứng dụng này. Sau đấy thì mọi người có thể mở tùy chọn cài đặt, ví dụ như là đồng Doge. Mình sẽ click vào đây thì lập tức cái thông tin của cái đồng Dogecoin nó sẽ được hiển thị ở trên giao diện chính của Just Wallet và mọi người sẽ có thể hoàn toàn theo dõi luôn. Ok, và sau khi đã cài đặt cũng như là mở thêm một số cái đồng coin mà mọi người muốn rồi, mình sẽ mở thêm một vài thao tác nữa nha. Ví dụ như mình sẽ mở Kava và Near. Đó, thì ngay lập tức mọi người có thể nhìn thấy được thông báo của các đồng token này sẽ được hiện lên về giá này, giá của các đồng token đấy hiện tại và cái tỷ lệ phần trăm tăng giảm trong giá của token. Và ví Just Wallet hiện tại thì cũng hỗ trợ các cái hoạt động rất là cơ bản trong việc giao dịch token, đó là gửi, nhận và mua token ở trên ví Just Wallet. Vậy thì cách để có thể lấy địa chỉ ví các token đấy và các cái coin khác ở trên Just Wallet như thế nào thì mọi người sẽ theo dõi ngay dưới đây nhé. Nếu như mà có ai đó mà muốn chuyển cái token cho bạn thì bạn chỉ cần lấy cái địa chỉ ví của cái coin đó ở trên Just Wallet và bạn gửi cho họ để họ có thể chuyển vào là được. Và bạn có thể, hoặc là ngoài ra ấy, bạn có thể mua các cái coin ở trên các cái sàn ấy và sử dụng ví Just Wallet nhé. Thì để có thể có được cái địa chỉ ví của đồng coin đấy thì đầu tiên bạn sẽ chọn vào cái đồng coin hoặc là token mà bạn muốn lấy địa chỉ ví ở trên Just Wallet. Ví dụ như là mình chọn vào đồng Kava thì sau đấy chờ một lúc thì bạn sẽ click vào phần nhận. Sau khi click vào phần nhận thì bạn sẽ có thể nhìn thấy thông tin của ví, địa chỉ ví. Địa chỉ ví ở đây thì nó sẽ ở dạng là một cái dòng code như thế này hoặc là ở dạng mã QR để bạn có thể dễ dàng scan một cách nhanh chóng. Và sau đấy thì bạn chỉ cần nhấn vào copy địa chỉ ví. Sau đó thì bạn sẽ gửi cho cái người hoặc là gửi lên sàn ấy để thực hiện các cái hoạt động chuyển token vào ví đấy là được. Và bạn sẽ lưu ý là mình chỉ có thể gửi cái token Kava và gửi cái token tương ứng với cái địa chỉ ví này tới cái địa chỉ này. Nếu không, nếu mà bạn gửi các cái token khác hoặc là tới cái địa chỉ khác thì cái token đấy sẽ có thể bị mất đi vĩnh viễn nhé. Ok, và đến phần thứ hai, đấy chính là làm thế nào để có thể nạp tiền vào ví Just Wallet. Thì hiện tại thì ví Just Wallet đã được tích hợp ở trên sàn giao dịch của Binance. Chính vì vậy thì bạn sẽ chỉ cần thực hiện những thao tác vô cùng cơ bản dưới đây. Thì để có thể nạp tiền vào ví Just Wallet thông qua Binance thì bạn sẽ mở
và sàn giao dịch của Binance. Nếu như mà bạn nào chưa biết cách sử dụng sàn Binance thì mọi người có thể vào web và YouTube của Bitcoin Việt Nam mà mình đã có một bài hướng dẫn về cách có thể sử dụng sàn giao dịch của Binance cho mọi người tham khảo nhé. Sau khi đã vào sàn giao dịch của Binance rồi thì chúng ta sẽ click vào phần Fiat và Spot và lựa chọn token mà mình muốn nạp tiền. Ví dụ ở đây mình sẽ nạp USDT vào ví Trust Wallet thì mình sẽ click vào phần Withdraw. Sau khi vào phần Withdraw thì bạn sẽ có thể nhận thấy được rằng là cái thông tin của mạng lưới cũng như là địa chỉ ví mà mình nhận được, thì bạn sẽ quay trở lại phần Trust Wallet. Và hiện tại thì mình chưa có USDT ở đây, thế nên là mình sẽ thực hiện lại các cái bước là mình sẽ mở cái USDT nha. Mình có thể dễ dàng tìm kiếm USDT ở trên thanh tìm kiếm như thế này. Và mình sẽ chọn mạng USDT mạng TRC20 và mình sẽ bật nút này lên. Thì mọi người sẽ có thể nhìn thấy được rằng là cái này nó đã xuất hiện ở trên trang chủ của Trust Wallet rồi. Thì mình sẽ click vào đây và bạn chọn vào phần nhận. Sau khi mà bạn chọn vào phần nhận thì bạn sẽ nhận thấy được rằng là cái địa chỉ ví TRC20 của mình USDT nó đã hiển thị ở đây, và bạn sẽ click vào phần sao chép và sẽ nhập vào phần withdraw to, tức là mình sẽ nhập lại cái mạng lưới TRC20 và đồng USDT của mình ở trên Binance để mình có thể thực hiện chuyển tiền từ Binance vào ví Trust Wallet nhé. Và sau đấy thì chúng ta sẽ nhập cái số lượng token mà mình muốn có. Ví dụ ở đây mình sẽ chuyển 50 đô từ sàn của Binance sang ví Trust Wallet, và mọi người sẽ có thể kiểm tra thông tin về phí giao dịch. Thì hiện tại thì chúng ta đã mất 1 đô cho phí giao dịch của mỗi giao dịch chuyển từ Binance sang ví Trust Wallet. Và lưu ý nữa là mọi người sẽ phải kiểm tra lại về cái thông tin của cái địa chỉ của mình nhé. Kiểm tra bằng cách như thế nào thì chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách là kiểm tra 3 cái số đầu cũng như là 3 chữ số cuối của cái địa chỉ ví này để xem là nó đã trùng khớp với cái địa chỉ ví ở trên Trust Wallet hay chưa. Thì mọi người có thể kiểm tra làm sao để cho thật kỹ nha. Sau khi đã xác nhận kiểm tra thông tin về địa chỉ ví một cách chính xác cũng như là confirm về cái số lượng mà mình muốn chuyển rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện các giao dịch bằng cách chúng ta sẽ click vào phần withdraw, tức là cái phần chuyển tiền. Bấm continue. Lúc này thì Binance sẽ hiển thị cho bạn về cái phần là Binance sẽ gửi cho mình một cái thông báo về thông báo mã code qua điện thoại và mã code qua email. Thì mọi người sẽ nhập cái mã, bấm vào phần get code để có thể nhập cái mã code và hoàn thành giao dịch của mình nhé. Thì hiện tại thì mình đã nhận thấy thông báo về trên điện thoại của mình nè. Ok, sau khi nhập xong mã code của mình thì mình sẽ bấm vào phần Submit nha. Và bạn sẽ có thể nhìn thấy rằng là cái phần chuyển tiền của mình đã thành công. Ok, sau khi đã thực hiện giao dịch thì bạn có thể kiểm tra xem là cái giao dịch đấy của mình đã được thực hiện hay chưa. Và khi mà nhận thấy thông báo completed ở trên Binance, tức là đã hoàn thành giao dịch rồi, thì mình sẽ quay trở lại ví Trust để mình kiểm tra xem là cái số USDT mình vừa chuyển nó đã chuyển vào đúng vị trí ví của mình hay chưa nhé. Thì mình sẽ click vào phần ví Trust Wallet. Bạn có thể nhận thấy được rằng là mình đã vừa chuyển thành công 49 USDT từ sàn giao dịch của Binance sang Trust Wallet. Và vừa rồi là phần hướng dẫn mọi người cách để có thể chuyển tiền vào ví Trust Wallet. Vậy thì nếu như mà chúng ta muốn rút tiền từ ví Trust Wallet sang sàn hoặc là sang ví khác để có thể thực hiện các cái khoản giao dịch khác ở trên sàn, thì mình sẽ làm như thế nào? Thì ngay sau đây hãy theo dõi cùng mình nhé. Để có thể bắt đầu thực hiện thì chúng ta sẽ quay trở lại sàn giao dịch của Binance và thực hiện các cái bước ngược lại như cái bước mà mình vừa hướng dẫn mọi người. Thì chúng ta làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ tiếp tục vào chọn vào cái phần coin hoặc là token mà mình muốn có thể nhận được tiền. Thì click vào phần deposit. Tại đây thì mình sẽ chọn network là TRC20 nha. Ok, sau khi click vào phần Deposit Crypto thì mọi người có thể nhận thấy cái thông tin địa chỉ ví. Và cái địa chỉ này nhá thì sẽ chỉ dùng để nhận USDT ở mạng lưới TRC20 thôi. Nên là mọi người nhớ lưu ý là phải chuyển đúng mạng và phải chuyển đúng cái token của mình nhá. Thì sau đấy thì mình sẽ bấm vào Copy. Bạn có thể lựa chọn hai hình thức. Một
là sử dụng mã QR để quét scan một cách rất là nhanh chóng. Hai là bạn có thể dùng hình thức là copy cái địa chỉ ví này. Sau khi copy được địa chỉ ví này thì mình sẽ quay trở lại cái phần của Trust Wallet và mình sẽ lại tiếp tục lựa chọn vào phần USDT. Bây giờ mình sẽ thực hiện hoạt động là gửi cái USDT từ ví Trust Wallet sang sàn giao dịch của Binance để mọi người có thể theo dõi nhé. Thì mình sẽ click vào nút gửi. Sau đấy thì mình sẽ dán cái địa chỉ mà mình vừa copy từ sàn địa chỉ ví TRC20 USDT mà mình vừa copy từ sàn giao dịch của Binance sang. Mọi người lưu ý là sẽ phải kiểm tra 3 số đầu, 3 chữ số đầu và 3 chữ số cuối của địa chỉ ví làm sao để cho nó đảm bảo độ chính xác nhất nhá. Nếu không ý, thì token của bạn sẽ hoàn toàn biến mất khi mà bạn gửi đi với sai địa chỉ ví đấy. Sau đấy thì chúng ta sẽ nhập cái số lượng USDT mà mình muốn gửi vào cái địa chỉ của Binance. Thì mọi người có thể lựa chọn tối đa hoặc là lựa chọn tùy theo nhu cầu của mọi người. Thì ví dụ ở đây mình sẽ lựa chọn gửi 30 đô. Sau khi nhập xong thì chúng ta sẽ click vào phần tiếp theo. Đợt này thì đang có thông tin về việc là cá mập cắn cáp quang nên là mạng có thể là hơi chậm một chút. Thế nên là cái thời gian mọi người chờ đợi thì có thể sẽ lâu hơn một chút nhá. Ok, và mọi người có thể kiểm tra được về cái tài khoản của mình, về cái tài sản mình đang gửi là USDT TRC20 từ ví ở trên Trust Wallet chuyển đến ví ở trên Binance là ví USDT TRC20 ở trên Binance với phí mạng ở đây là 5 tron TRX tương đương với 0,24 đô thì có thể thấy là cái chi phí nó đã rẻ hơn cái chi phí chuyển từ sàn Binance qua cái ví Trust Wallet rất là nhiều. Và sau khi xác nhận lại toàn bộ thông tin thì mọi người sẽ click vào gửi. Và sau khi gửi xong thì mọi người có thể kiểm tra thông tin cái giao dịch của mình bằng cách là click vào đây, sau đó bấm vào thêm chi tiết. Thì mọi người có thể nhìn thấy được rằng là tài khoản của mình đã thực hiện xong giao dịch thành công đến địa chỉ ví như thế này, là giao dịch của mình đã thực hiện thành công nhé. Và vừa rồi là toàn bộ phần hướng dẫn chi tiết về cách có thể cài đặt cũng như là thực hiện các giao dịch gửi và nhận token ở trên ví Trust Wallet cùng với Bitcoin Việt Nam. Nếu như mà các bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì hãy để lại một comment bên dưới và nhóm mình sẽ nhanh chóng vào để giải đáp nhé. Chúc mọi người sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng ví Trust Wallet nha. Và nếu như mà mọi người thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nhé.